sau những cuộc mưu sinh tất bật, ta trở về tìm một khoảng riêng. Đêm thanh bình nghe tiếng dế an nhiên, trà một ấm trải lòng cùng cây cỏ, ngồi gom nhặt những niềm vui nho nhỏ, chợt mỉm cười hạnh phúc thật giản đơn. Vâng, xin thưa với các bác, đó là câu thơ mà em sưu tầm trên Facebook của bác Phạm Ngọc Triều. Vâng, xin thưa với các bác, thì hôm nay em xin quay và chia sẻ gửi đến các bác một cái chậu lan, địa lan Mạc Xuân. Xin thưa với các bác, thì chỉ là một cây cỏ thôi, nhưng mà chúng ta trồng, chăm sóc, thuần dưỡng, thì cứ mỗi khi mà Tết đến xuân về thì nó lại ban cho ta những các cái hương thơm và những các cái cần hoa thì vô cùng là tuyệt vời. Chơi lan thì không hẳn là cứ phải là giá trị kinh tế cao, nhiều tiền. Xin thưa với các bác, thì với những các cái chậu địa lan như thế này thì cái giá trị kinh tế thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà mỗi dịp Tết đến xuân về, rồi là chúng ta chăm sóc nó trong một năm đấy, đến những các cái ngày như thế, nó đơm cho chúng ta những các cái cần hoa và dâng cho chúng ta những các cái mùi hương thơm thì tuyệt vời. Xin thưa với các bác là linh hương chính là mùi hương thơm của địa lan, và linh hương là nó đứng đầu trong bộ tứ linh hương của các cụ người xưa đã đề cập đến. Vâng, thưa các bác, thì trong một số những các cái thuyết thì người ta đã đề cập đến những các cái vấn đề là hương, tức là những các cái mà được cây cối sinh vật tích lũy từ những các cái linh khí của trời đất, và khi mà nó tích lũy được và khi mà dâng hiến cho con người, những người có duyên hoặc là những người mà đã trồng cấy thưởng ngoạn được những các cái mùi hương thơm đó, tức là đã thưởng được những các cái linh khí của trời đất. Do vậy mà các cụ ta ngày xưa có câu nói rằng là chơi lan là nhất hương nhì sắc. Chơi lan là một cái thú chơi cao quý nhất của các cụ, nhưng mà những cái loại lan là phải nhất là hương, rồi sau đó thì mới đến sắc. Do vậy mà cái bộ cây truyền thống của các cụ ngày xưa ấy, thì đa số là những cây có mùi hương thơm nồng nàn, còn lại là về sắc thì nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là các cái dòng Mạc Xuân mà đa số là có cái màu hoa nó màu tím đấy, về sắc thì không đẹp nhưng mà về cái mùi hương thơm của nó thì rất là tuyệt vời. Và khi mỗi độ xuân về, đến khi hoa nở thì các cụ còn tổ chức những các cái buổi tiệc thưởng hương, thưởng trà, thưởng hương. Vâng, và từ đó thì bác Nguyễn Minh Lý trên Facebook bác cũng đã có những các cái câu thơ rất là hay nói về cái việc mà thưởng hương. Ví dụ như là nhập thất bình lan tâm soi trước, thưởng hoa thị nhãn diện kiến sau. Vâng, thưa các bác, thì chơi hoa lan tức là nhất hương nhì sắc. Các cụ có cái quan niệm là tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn. Do vậy mà những người, chỉ có những người bạn
tâm đầu ý hợp, tri kỷ, hiểu lam, hiểu đời, hiểu nhau thì mới có thể ngồi cùng chiếu để mà bình luận cũng như là đàm đạo về lan được. Của hương thơm quả là vua của các loài lan. Thì cũng xin thưa với các bác là trồng được một cái chậu địa lan như thế này thì ngoài cái sự say mê, cái tình yêu với cây thì cũng phải đòi hỏi chúng ta có một cái kỹ thuật chăm sóc trồng cấy để cây phát triển tốt. Tại sao ở trong rừng thì nó phát triển rất là dễ, nhưng mà khi mà về đến mình, khi mà chúng ta thuần dưỡng rồi thì trồng nó lại khó. Thì thực ra mà nói là các cụ là ví lan như là một người thiếu nữ vậy, như một người con gái trong gia đình vậy, như một người vợ vậy. Nếu mà chúng ta chiều chuộng nó quá, chúng ta chăm suốt ngày chăm sóc thì nó cũng chết, mà chúng ta bỏ bê nhiều quá thì nó cũng bỏ ta mà đi. Chiều chuộng quá thì suốt ngày cho ăn, cho uống, cho tưới tắm thì có thể là nó sinh bệnh thì nó cũng chết các bạn. Mà không thì nó tốt quá đấy, nó tốt, nó xanh tốt, nó béo mập ú lên rồi nó cũng sinh bệnh, nó chết. Và bỏ bê thì nó thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nước thì nó cũng chết. Vậy nên là chúng ta phải cân đối hài hòa cái việc mà chăm sóc cũng như là bảo vệ giữ gìn. Vâng, xin thưa với các bác thì hôm nay là ngày chủ nhật, em được nghỉ ở nhà thì lên xin quay một cái video chia sẻ với các bác một cái chậu mạc xuân. Cái chậu này thì năm Tết năm vừa rồi nó dâng cho em được 3 cần hoa. Cần thì hơi to một chút nhưng mà cái mặt hoa và màu hoa thì khá là đẹp. Và hương thơm thì không thể chê vào đâu được. Rất là tuyệt vời. Chỉ có 3 cần hoa thôi nhưng mà với một cái gian phòng khoảng 15 đến 20 mét vuông thì có thể là thơm phức luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Vâng, thưa vậy em xin chào các bác nha. Em xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Thôi thì nó rỗi rãi, rồi là Covid không đi chơi ở đâu được thì em lại lên quay gửi đến các bác cùng xem cho nó vui. Em xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.